Cha kính thương, đây có thể là bức thư tình đầu tiên mà con tập viết cho cha nhân ngày Vu Lan. Cha cũng biết con thường ít biểu hiện tình cảm bằng lời nói, đôi lúc con nói không với ba mẹ, nhưng hành động thì lại có. Nhất là mỗi khi con được nhờ vả làm việc gì đấy, con thích nói không nhưng vẫn làm, chứ không phải dạ vâng rồi bỏ luôn. Cho nên bức thư này con cũng cố gắng nhồi nhét lắm mới cho ra được các chữ nghĩa. Ba đọc xong đừng có cười con nghe. Ba biết không, hồi năm 2018, lúc con đi Ấn Độ 14 ngày để tập thiền Vipassana, con đã trở về với tự thân mình và nhìn lại nhiều thứ. Con thấy suốt khoảng thời gian con đi làm, con đã đánh mất khá nhiều giây phút đẹp đẽ bên ba mẹ. Con cũng thấy được hình ảnh ba và mẹ năm 2003 đã khăn gói đưa con lên tận Sài Gòn nhập học, rồi những hình ảnh làm lụng vất vả của ba mẹ dưới quê nữa. Vậy mà sau nhiều năm xa xứ, xa nhà, con chẳng tích góp được gì cho bản thân và cho ba mẹ cả. Mỗi chuyến công tác của con cùng tổ chức phi chính phủ mà con đã làm việc hầu như khắp nẻo đường Việt Nam để tài trợ, để chia sẻ khó khăn cùng mọi người, có khi là xây trường học cùng suối Tôm Thanh Hóa, có khi là xây dựng cơ sở dạy học cho người khiếm thị ở Hải Phòng, có khi là đi khắp các nẻo đường thôn quê ở Mỹ Xuyên, Mỹ Tú, Sóc Trăng để hỗ trợ và giúp các em nhỏ có điều kiện đến trường, vân vân. Nhưng con chưa từng đi vào nhà mình. Nhà mình không quá khó khăn phải không ba? Con biết ba mẹ cũng không mong muốn điều đó. Con biết ba mẹ luôn tự hào và đi quảng cáo thằng con trai nhỏ xíu của ba mẹ với cương vị điều hành một tổ chức phi chính phủ Canada tại Việt Nam. Con học được bài học của sự cho đi. Con không giữ điều gì cho riêng mình cả. Nhưng khoảng thời gian ở Ấn Độ đó, con cũng có chút hối tiếc về thời gian qua của mình. Mình đã không tích trữ được nhiều tiền, bởi con thấy mình không thể làm giàu một cách bất lương được. Con đang bị kẹt vào chuyện này rất nhiều ba ạ. Nhưng mà điều con hối tiếc nhiều hơn hết là con không có thời gian bên ba mẹ nhiều. Con chỉ ước về Việt Nam liền và chạy về quê với ba mẹ liền. Và cũng ước là mình có ngay cái điện thoại để gọi cho ba mẹ. Nhưng lúc đó trên người con chẳng có thứ gì cả, bởi tất cả tiền bạc và điện thoại đều phải nộp cho ban tổ chức của khóa tu. Ngày cuối cùng của khóa tu, con đã rối rít điện thoại hỏi thăm ba mẹ và đã nhẹ nhõm khi nghe được giọng ba mẹ còn khỏe. Con xua tan được những câu chuyện có phần tiêu cực trong mỗi đêm khi ngủ tại tu viện Napu. Về Việt Nam, con muốn về quê liền, nhưng chưa kịp thu xếp gì thì mẹ gọi lên báo ba bị bệnh và có khối u 17cm tại vùng bụng. Con đón nhận nhẹ nhàng và khuyên ba mẹ lên Sài Gòn để xem thế nào. Rồi thời gian ba nhập viện theo dõi cũng được 28 ngày. Những ngày này con chỉ ra vào hù mẹ chứ không làm gì được cho ba cả. Con nhớ những ngày này tinh thần ba lạc quan lắm, vẫn cười, vẫn nói và vẫn chưa biết đau là gì. Mỗi khi con đến thăm thân, con đều xin mọi người gửi năng lượng bình an cho ba. Rồi ngày phẫu thuật đến, ba có nhớ không ba? Con dặn ba khi vào phòng mổ ba đừng suy nghĩ gì cả. Trước khi được tiêm thuốc mê, ba cứ bình tĩnh và chú ý vào hơi thở thôi. Ba cứ thở và thở vào thở ra thật nhẹ ba nhé. Sau khi mổ xong, nếu ba đau quá, ba cũng đừng chú ý đến nó nữa. Ba hãy chú ý đến hơi thở ba nhé. Ngày hôm đó, ba vào phòng mổ từ 8 giờ sáng, nhưng đến tận 5 giờ chiều mới được mổ. Vì ngày hôm ấy có khá nhiều ca mổ khó. Con và mẹ ở ngoài nóng ruột chờ tin ba, cứ ngồi ở màn hình điện tử mà theo dõi, rồi lại theo dõi. Rồi cái thời khắc màn hình báo tin đã hoàn thành, nhưng chờ mãi, không thấy gọi tên đi ra khỏi phòng hồi sức.
Con đã đi tìm bác sĩ phụ trách mổ cho ba. Bác sĩ nói ba tạm ổn, ta có thể nằm lại phòng mổ đến sáng mai. Trừ giờ cũng trễ rồi, con bình tĩnh trò chuyện cùng bác. Và cũng không quên gửi ít quà cảm ơn bác cùng các cộng sự. Bác nói, đó giờ mổ ung thư bác chưa nhận tiền bồi dưỡng của ai cả. Ba có biết không, lúc đó con giận vô cùng cực, giận lắm ba. Bởi trước đó bác sĩ cứ bảo phải mổ rồi mới biết là ưu ác hay ưu lành. Con muốn nổ tung, muốn đập bàn, muốn thét gào. Bởi ý niệm của con biết, nếu ưu ác con sẽ không cho đụng dao kéo. Nhưng con đã thở được những hơi thở bình an và cũng lấy lại được bình tĩnh. Con cũng biết và tin tưởng vào trình độ của ekip, nên giờ phút bình tĩnh đó, con không mãi mãi trách móc nữa. Con tập trung và trầm rãi niệm tâm từ của mình, gửi lòng biết ơn của mình đến bác sĩ và cộng sự của ca mổ. Ba ơi, đêm đó là một đêm khá dài. Sau khi nói chuyện với bác sĩ, con báo tình hình lại với mẹ để mẹ đỡ lo lắng, và con chạy vụt ngay đến tăng thân thông dong sinh hoạt. Ba biết không, khi tăng thân biết ba vừa phẫu thuật xong, mọi người đã đề nghị gửi năng lượng bình an đến ba. Và con được tăng thân ấm áp, tiếp gửi năng lượng rất nhiều. Mà sau này mỗi lần nhớ đến, con luôn không quên tình cảm đó và lòng biết ơn của con ba. Sáng hôm sau, ba được cho ra phòng bệnh nhân và như thấm thía được cái đau thấu trời đất. Ba mừng rỡ khi gặp lại con và mẹ. Trong lòng con cũng vui lắm, ba biết không? Nhật ký chăm ba của con đã viết như thế này. Ngày 15 tháng 11, 2018, hai cha con cùng thực tập hơi thở chánh niệm. Ba rất hợp tác. Mỗi khi ba đau quá, con nói ba đừng chú ý đến chỗ đau. Ba đừng suy nghĩ gì hết, ba cứ làm theo con. Thở vào, ba biết ba đang thở vào. Thở ra, ba biết ba đang thở ra. Ba cứ chú ý đến hơi thở ra, hơi thở vào thôi. Đêm qua, ba than đau quá, con ngồi cạnh bên ba và nói, thở đi ba. Thế là ba lại thở đều đặn. Rồi một tháng sau, ba xuất viện. Ba đi tái khám, vẫn ổn, rồi phải đợi 3 tháng sau sẽ biết như thế nào. Ba muốn về quê, bởi khung cảnh ở quê có hình bóng thơ ấu của ba, có cây cối và nhiều ký ức. Ba đã bình an, con cũng bình an. Sau 3 tháng tái khám, bác sĩ bảo ba không bị di căn nữa, nhưng vẫn tái khám định kỳ mới biết được. Gần 2 năm qua, thỉnh thoảng con phải nhắc ba thở những hơi thở chánh niệm. Những lúc đau bụng hay những lúc ba mệt, con và ba đều thở cùng nhau. Ba ơi, con chưa tích góp được tài sản riêng cho mình, nhưng ba mẹ là tài sản quý giá nhất của con mà đến bây giờ con vẫn giữ được. Ba ơi, con đang mắc kẹt trong đợt dịch lần thứ tư của Sài Gòn. Đã gần 4 tháng qua, con gần như cạn kiệt đủ thứ, nhưng con biết chắc chắn là con sẽ mời ba trong con cùng ngồi thiền để có thể hiểu và thương ba nhiều hơn. Và trên hết, con muốn nói với ba, ba là ba của con. Ba đã luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời con. Con yêu ba.